Chào mừng bạn đến với chuyên mục tin ngắn của PNQ Solution, nơi chúng tôi tổng hợp những tin tức quan trọng của ngành sản xuất công nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới. Đây là chuyên mục được biên tập bởi đội ngũ PNQ Solution. Sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm lại những diễn biến quan trọng trong tuần vừa qua. Tránh bất lợi cho hàng Việt xuất khẩu từ những đòn phòng vệ mới. Thêm thách thức cho hàng Việt xuất khẩu khi mà đòn phòng vệ thương mại mới từ các quốc gia nhập khẩu vẫn không ngừng tăng lên. Bối cảnh như vậy rất cần hành động ứng phó của doanh nghiệp Việt một cách phù hợp hơn, dự phòng từ sớm và từ xa nhằm tránh những bất lợi. Nếu tính riêng trong tháng 3 và thượng tuần tháng 4 năm 2024 đã có ít nhất 10 vụ việc liên quan đến điều tra của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Mới nhất là trường hợp Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ ban hành thông báo về việc ký quỹ đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và một số quốc gia trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với pin năng lượng mặt trời. Dự phòng xa là điều mà các doanh nghiệp ngành tôm Việt cần làm với thị trường này để từ đó có đối sách cho hoạt động bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình xuất khẩu. Dự phòng xa và có đối sách bảo vệ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam từ sớm, từ xa cũng là điều cần thiết cho các doanh nghiệp xuất khẩu nói chung ở tất cả các thị trường nhằm tránh bất lợi về mặt cạnh tranh, suy giảm thị phần. Tập trung dòng xe hybrid đối đầu với xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Dự kiến trong năm nay, Vinasun sẽ đầu tư khoảng 700 chiếc xe mới, chủ yếu tập trung vào dòng xe cao cấp hybrid của Toyota. Theo ban lãnh đạo Vinasun, kế hoạch kinh doanh bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành kinh doanh taxi, lạm phát và sức mua của người tiêu dùng, khả năng phục hồi của ngành du lịch và vận tải hành khách. Ngoài ra, lợi nhuận còn bị tác động bởi các chính sách hỗ trợ lái xe và điều chỉnh giá cước, tỷ lệ chia doanh thu của các xe tự doanh, xe hợp tác với cá nhân và xe thương quyền. Đại diện Vinasun thời điểm đó nhận định, taxi điện chỉ là một phương tiện chứ không phải mô hình kinh doanh mới. Vinasun đang nghiên cứu tiếp cận và dự kiến đưa xe điện vào kinh doanh taxi trong năm 2023. Tuy nhiên, với một doanh nghiệp vận tải taxi, cần phải đánh giá tính khả thi ở mọi phương diện trước khi đưa một phương tiện vào kinh doanh. Marketing trải nghiệm, xu hướng mới cho doanh nghiệp. Marketing trải nghiệm hay Experiential Marketing là một phương thức marketing nhằm thiết lập sự tương tác, trải nghiệm giữa khách hàng với thương hiệu. Marketing trải nghiệm thường sử dụng Marketing Activation như tổ chức các sự kiện, các buổi trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ để kích hoạt thương hiệu, đưa sản phẩm tới trực tiếp khách hàng. Những sự kiện này nhằm mục tiêu thiết kế trải nghiệm khách hàng, tạo ra những trải nghiệm độc đáo, gây ấn tượng và có giá trị cho khách hàng, giúp họ tạo kết nối sâu sắc và tích cực với thương hiệu. Marketing trải nghiệm đem lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích như tương tác được cá nhân hóa, tạo điểm tiếp xúc tích cực và khả năng chia sẻ xã hội. Hội thảo bí ẩn đằng sau trụ cột AM bảo dưỡng tự trị. Nỗi đau nào mà đội ngũ quản lý sản xuất, các trưởng phòng kỹ thuật, bảo trì, cơ điện, quản lý sản xuất, lãnh đạo doanh nghiệp đang đau đáu trong quản lý thiết bị? Có phải khả năng hoạt động của thiết bị sản xuất không ổn định, thường xuyên xảy ra sự cố làm gián đoạn quy trình, trễ đơn hàng? Có phải chi phí bảo trì không lường trước được, thậm chí phát sinh chi phí sửa chữa lớn khi hỏng hóc máy móc? Có phải năng suất và chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng bởi việc thiếu bảo trì, bảo dưỡng thiết bị thường xuyên? Hay đội ngũ hiện trường đang lo sợ về nguy cơ mất an toàn lao động do thiếu quản lý rủi ro từ thiết bị? Thảo bí ẩn đằng sau trụ cột AM bảo dưỡng tự trị sẽ là câu trả lời hoàn hảo để giải quyết các nỗi đau về quản lý thiết bị. Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 4 năm 2024 trên nền tảng trực tuyến Zoom. Hãy đăng ký ngay để không bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm bí ẩn trong bảo dưỡng tự trị cho thiết bị của bạn. Cùng PNQ Solution tiếp tục theo dõi những diễn biến của ngành công nghiệp sản xuất. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các dịch vụ hỗ trợ cho hành trình cải tiến của bạn.